Hi, tôi xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ cách đấu dây điện mà cực kỳ chắc chắn nha các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ tôi có hai sợi điện nha các bạn. Và tôi sẽ tách ra. Đây tôi tách sẵn này các bạn. Tách ra hai đầu các bạn. Đó. Sau đó các bạn nối vô nha. Đây. Tiếp theo nối đầu lại nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Xong tiếp theo các bạn nối tiếp nha. Đó các bạn này. Ok các bạn, đó là xong rồi các bạn. Đây các bạn đưa giật ra nha. Rất là chắc chắn nha các bạn. Tôi trì ra nè. Đó. Cái cách nối này nó sẽ giúp cho các bạn có một mối nối rất là chắc mà không bị bung nha các bạn. Ok, tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.